sau việc tôn dáng với áo quay ngực. Hoa hậu Thùy Tiên, Kỳ Duyên, Hồ Ngọc Hà phối áo quay ngực theo nhiều phong cách khác nhau. Trong sự kiện hôm 15 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Tiểu Vi chọn phong cách gợi cảm và hiện đại với áo quay ngực của Gucci, kết hợp quần jean ống đứng và túi đeo vai. Áo quay ngực là một trong những thiết kế quen thuộc trong tủ đồ của nữ giới mỗi khi hè về. Nhiều người nổi tiếng yêu thích kiểu áo sexy này, trong đó có Hoa hậu Thùy Tiên. Khác với vẻ táo bạo của Tiểu Vi, cô phối áo cùng sơ mi để tạo vẻ kín đáo. Người mẫu Khánh Linh gây ấn tượng với phong cách Y2K khi dạo phố. Cô chọn quay ngực dáng corset, với quần ren xuyên thấu. Hồ Ngọc Hà mặc áo quay bên ngoài áo thun mỏng dáng dài. Chi Pu thể hiện nét nữ tính với áo quay ngực nhấn bằng chi tiết xếp bèo, phối chân váy maxi, dép cao gót quai xích. Kỳ Duyên cho biết tự hào với vòng eo con kiến, thành quả của quá trình tập luyện nghiêm khắc và đều đặn. Cô chuộng kiểu mặc đơn giản gồm áo quay rộng bằng một gang tay, quần suông ống đứng để khoe điểm mạnh cơ thể. Tóc tiên dạo biển với phong cách Y2K gồm bộ váy áo siêu ngắn xếp bèo. Nương Thùy Linh thể hiện nét thanh lịch bằng áo quay dáng dài, quần jean ống đứng và giày cao gót. Áo quay, quần thể thao, sneaker là lựa chọn của diễn viên Dung Vũ, tạo sự năng động. Phong cách cổ điển pha hiện đại của Hoa hậu Khánh Vân với cardigan đồng bộ áo quay ngực họa tiết răng sói, phối quần da bó. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.